sắp hàng nhà đồ đẹp xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy rửa bát Navom. Con này BM1, em để số 12 nha. Con BM1 Navom, kính trong suốt đẹp. Bảng điều khiển cũng tương đối là đẹp. Tình trạng máy thì như trên clip cũng còn khá là mới. Dòng này thì vỏ nó là như vậy các bác nhé, chủ yếu là cái kính này thôi, chứ còn rất hiếm con có thể xuất sắc được. Rửa với nước nóng 80 độ các bác này. Với cái nước nóng phun như thế này vào bằng bơm áp lực thì chả có cái bát đũa nào mà các bác lo nó còn bẩn cả. Đây à. Đây mà một mọi thứ còn rất là ok, gioăng chỉ đẹp. Chỗ này nó chỉ hơi mốc một tí thôi các bác nhé, chứ không ảnh hưởng gì nhá. Gioăng nó lâu rồi mà gioăng nó không bao giờ hỏng được. Đấy, nó chỉ có chuyển màu thì chuyển thôi, chứ còn không hỏng được các bác nhé. Con này nội thất cũng rất là sạch sẽ này. BM1 máy còn khá là đẹp, kính trong thì khá là ok. Con này em bán là 3,9 triệu. Các bác nào có nhu cầu chốt thì các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển chưa được nguồn. Chào các bác.